các bạn. Hôm nay 10 giờ rưỡi thứ bảy của tuần rồi đúng không? 10 giờ rưỡi rồi mình mới live stream cho các bạn. Hôm nay chia sẻ một cái chủ đề rất là hay là chăm chỉ thì sẽ gặp may mắn. Và đó là lý do mà giờ này mình cũng đã 10 giờ rưỡi rồi mà mình vẫn bật live stream cho các bạn. Bởi vì mình tin một cái khái niệm rất là quan trọng, đó là chăm chỉ. Càng chăm chỉ thì bạn càng gặp được sự may mắn trong đời này. May mắn nó không thể đến người làm biếng được, đó là điều chắc chắn. Chỉ những người làm siêng chăm chỉ thì mới gặp may mắn thôi. Và các bạn biết là ngày hôm nay mình đứng lớp từ 9 giờ sáng đến hơn 9 giờ tối. Mình nhớ là 9 giờ rưỡi tối thì cái lớp học làm chủ doanh nghiệp khóa 148 mới rời ra khỏi lớp, và sáng mai 9 giờ sáng mà lại đứng lớp cho tới tối tiếp rồi. Tuy nhiên về nhà mình vừa ăn cơm xong là mình sẽ live stream với các bạn liền, bởi vì nó đúng với cái chủ đề là chăm chỉ sẽ gặp may mắn. Và mình luôn tin cái điều đó, và mình luôn tin vào cái triết lý này. Và bây giờ các bạn nào đang thức, đang xem online thì chúng ta làm quen với nhau. Và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1. Bạn nào đã biết mình rồi thì các bạn chào nhau, hỏi nhau, chúng ta kết nối, chúng ta làm quen với nhau. Điều đó rất là tuyệt vời, chúng ta phải cảm ơn Facebook. Facebook đã tạo ra một cái cơ chế mà ngay bây giờ 10 giờ đêm, hơn 10 giờ rưỡi đêm, mình vẫn ngồi đây mình nói chuyện được với các bạn online luôn. Đây là một cái công nghệ mà thời hôm nay nó mới có. Và cái điều này nó rất là tuyệt vời. Và chúng ta phải cảm ơn Facebook. Nhờ có Facebook mà mình với bạn mới biết nhau. Nhờ có Facebook mà chúng ta mới nói chuyện được với nhau nó như vậy. Và cái chủ đề hôm nay nó liên quan tới cái sự may mắn, nó liên quan tới sự chăm chỉ. Người làm biếng không có may mắn được đâu. Muốn thành công là phải làm siêng. Những người làm siêng là người có tố chất thành công. Nếu mà bạn đã làm siêng rồi mà bạn chưa thành công, bởi vì bạn chưa biết cách thôi. Ok chưa? Chào bạn nhà báo Liêm Bùi. Không có chém mà chia sẻ thôi. Chém với chia sẻ là nó hoàn toàn khác nhau. Chào bạn Như Nguyễn, rất là tuyệt vời. Và nó như thế nào càng chăm chỉ thì chúng ta càng gặp may mắn. Mình hay nói một cái câu khác là vũ trụ luôn tặng thưởng và ban thưởng cho những người luôn hành động. Và vũ trụ phạt rất nặng những thằng làm biếng. Những thằng làm biếng là vũ trụ phạt nặng lắm. Vũ trụ thưởng rất nhiều người cho những người luôn hành động. Và trong cái trải nghiệm cuộc đời mình, cái điều này mình nói ra được rồi, bởi vì trong cái trải nghiệm cuộc đời mình, mình thấy là mình càng chăm chỉ thì mình được rất là nhiều thứ. Và mình thấy là những lúc mà mình làm biếng thì mình thấy mình không được cái gì hết. Mình thấy mình càng chăm chỉ thì mình không được cái này thì mình cũng được cái kia. Mình cũng học được một cái gì đó, mình cũng được trải nghiệm một cái gì đó. Ok chưa? Và chăm chỉ nhiều lần thì bạn mới rút ra được cái nhiều kinh nghiệm tuyệt vời hơn. Ok chưa? Tuy nhiên bây giờ thời nay thì có rất là nhiều người họ phát động những cái phong trào nó như thế nào họ phát động cái phong trào như thế nào giàu nhanh qua một đêm, muốn ngủ một đêm tới sáng nó có hết. Đằng sau cái chữ giàu nhanh đó là gì? Là thể hiện cái sự làm biếng. Bí ẩn ở đằng sau cái từ làm nhanh đó là cái sự làm biếng, cái sự hèn nhát, cái sự làm biếng lao động. Bí mật ở đằng sau đó là cái sự sợ hãi. Bí mật của cái sự mà muốn là giàu nhanh qua một đêm đó là gì? Là làm biếng học hành, làm biếng chăm chỉ, làm biếng lao động. Và họ như thế nào người siêng năng thường ít khi thành công. Không phải, người siêng năng là người có tố chất thành công. Người làm biếng mới không thành công. Các bạn nhận ra điều nào? Đằng sau cái sự làm muốn nhanh có một đêm đó, đó là gì? Là tinh thần thiếu trách nhiệm. Họ sợ sệt lao động. Họ muốn ngồi không để họ được hưởng. Nó che đằng sau cái việc đó. Nên đó là lý do mà. Và mình luôn tin tưởng rằng cái sự thành công đó là sự lao động rất là chăm chỉ. Cái sự lao động không mệt mỏi, cái sự tích lũy mỗi ngày,
cái sự học hỏi cày sâu cuốc bẫm, chứ không phải là nó qua một đêm được. Bạn nào lần đầu tiên xem livestream của mình thì các bạn nó như thế nào ạ? Các bạn hãy ghi số 1 xuống, và sau khi ghi số 1 xong thì mình như thế nào ạ? Mình sẽ kết nối với các bạn. Bạn nào biết mình rồi thì các bạn giới thiệu đi, và nhớ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để các bạn nghe, các bạn gieo duyên đến một ai đó. Và mình luôn tin rằng cái người là chăm chỉ á, họ luôn kết nối, họ luôn kết nối được những cái sự khôn ngoan, cái trí tuệ khôn ngoan từ phía bên trong con người của họ với ra với thế giới bên ngoài. Họ tạo ra một cái dây từ trong trí tuệ của họ, từ trong trái tim của họ chạm với những người bên ngoài kia. Cảm ơn bạn Huy Hiếu, rất là tuyệt vời. Bạn Diễm biết mình rồi mà bạn comment số 1 làm gì? Bạn Lê Anh Tuấn, em tìm thấy sự trong trĩ trong thời gian dài. Đúng rồi, đúng đó bạn Lê Anh Tuấn ơi. Các bạn nhận ra đâu ạ? Nó là cái người chăm chỉ là người rất là tuyệt vời. Bạn chắc chắn là bạn thích làm ăn với những người chăm chỉ. Bạn đồng ý ra điều này không ạ? Bạn chắc chắn rằng bạn yêu quá những người chăm chỉ hơn là những người làm biếng. Và bạn chắc chắn rằng bạn không thích những người làm biếng. Và cái sự chăm chỉ đó nó dẫn đến gì? Cái sự chăm chỉ nó giúp cho bạn tự do. Cái sự chăm chỉ nó giúp cho bạn cái gì ạ? Cái sự chủ động. Cái sự chăm chỉ nó giúp cho các bạn như thế nào? Các bạn phát huy được cái năng lượng, cái năng lực, những cái gì mà bạn đang có. Chỉ có những con người chăm chỉ họ mới có được cái đó, còn con người làm biếng họ không có được cái đó đâu. Nó là cái người chăm chỉ họ được vũ trụ hỗ trợ họ rất là nhiều. Cái người chăm chỉ họ được những người xung quanh họ hỗ trợ rất là nhiều. Bạn sẽ luôn thành công khi bạn là người chăm chỉ, chắc chắn rồi. Và những người chăm chỉ họ luôn ở trong cái trạng thái sẵn sàng, và họ luôn đón nhận những cái cơ hội mà luôn luôn đến. Những người làm biếng làm nhát thì họ bỏ qua những cơ hội đó, bởi vì họ đâu có nằm trong thế sẵn sàng đâu. Người chăm chỉ luôn nằm ở thế sẵn sàng. Người chăm chỉ họ sẵn sàng nỗ lực hết mình. Người chăm chỉ họ có cái kỷ luật rất là tuyệt vời. Và người chăm chỉ họ luôn nỗ lực, họ hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Chả cái thằng nào làm biếng mà hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ luôn cải thiện, dù họ xuất phát ở cái vị trí nào, dù họ xuất phát ở cái thời điểm đó nào, họ không rên rỉ than hay than thở. Họ tin rằng chính cái sự chăm chỉ sẽ mang đến cho cuộc đời họ rất là nhiều cái rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không ạ? Và chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều kết quả từ những cái hành động, từ những sự khổ luyện, từ những bài học mà chúng ta dấn thân, chúng ta trả giá cho cái cuộc sống đó. Và đó là lý do mà chúng ta có những cái kết quả rất là tuyệt vời. Cảm ơn nhà báo Liêm Bùi. Thế giới rất là cảm ơn ông Edison. Nhờ ông chăm chỉ mà chúng ta mới có điện ngày hôm nay chúng ta dùng. Ok chưa? Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ với các bạn cái phần đầu tiên, cái phần 1. Cái câu hỏi đặt ra là chúng ta phải chăm chỉ như thế nào? Và hồi nãy giờ các bạn thấy là mình chia sẻ, các bạn có học được bài học gì không ạ? Các bạn comment xuống những cái bài học đó vậy. Và các bạn tự đánh giá rằng các bạn đã thực sự chăm chỉ chưa? Và các bạn cũng phải tự đánh giá rằng các bạn chăm chỉ như vậy mà các bạn đã thành công chưa? Các bạn cũng phải đánh giá ra rằng là các bạn đã thực sự nỗ lực hết mình chưa? Hay là chúng ta làm việc theo một cách rất là nhẫn nhơ, theo một cách rất là gì ạ? Là cho có. Ok chưa? Hay là chúng ta làm xề xòa rồi chúng ta mong muốn mình thành công, rồi chúng ta không thành công thì chúng ta đổ lỗi. Nó là hãy rèn luyện cho mình cái tính cách chăm chỉ. Và các bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa? Hồi nãy giờ các bạn xem mà các bạn đã chia sẻ chưa? Mình thấy có nhiều bạn xem mà các bạn không có chia sẻ. Không biết nó còn một cái ngưỡng gì đó phía bên trong các bạn.
Các bạn thấy thú vị không ạ? Cảm ơn bạn Mạnh Cương, cảm ơn bạn Thanh Hiền. Mình được lớp cả ngày hôm nay, mà các bạn thấy giờ này gần 11 giờ mình vẫn năng lượng, không có vấn đề hết. Bởi vì sao ạ? Bởi vì như khi tập trung vào công việc thì con người bạn nó năng lượng, nó được hỗ trợ, nó được cái gì ạ? Nó được vũ trụ hỗ trợ rất là nhiều thứ, nó là rất tuyệt vời. Và mình chuẩn bị chia sẻ các bạn tiếp cái phần số 2. Trước khi chia sẻ phần số 2 thì mình dành 1 phút cho quảng cáo. Ok các bạn ơi, 1 phút cho quảng cáo. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Và hiện tại mình đang sống ở Sài Gòn, quận 2. Mình đã có gia đình. Và được một bé gái Bambi. Các bạn lên Facebook của mình, các bạn thấy bé gái Bambi á, mình rất là vui, là bé rất là ngoan, bé lớn lên, bé học tiếng Anh rất là giỏi, bé đánh đàn hay. Mình là người sáng lập cái vườn ươm doanh nhân Bi Training. Nơi đây thì chỉ có đào tạo về làm chủ thôi. Nơi đây chỉ có đào tạo về làm chủ thôi. Các bạn nào khác làm chủ thì các bạn đến cái chương trình của mình, vườn ươm doanh nhân Bi Training. Và cái đây là cái khóa học nổi tiếng của mình, lớp làm chủ doanh nghiệp. Ngày hôm nay mình chia sẻ cái khóa 148, và nửa tháng sau mình sẽ chia sẻ khóa 149. Ngày hôm nay có nhiều bạn ở Đắk Lắk, ở Thái Bình, ok, ở Bạc Liêu, ở Trà Vinh lên học rất là tuyệt vời. Cảm ơn những bạn ở xa xôi đó, các bạn đã hy sinh. Đây là cái địa chỉ của trung tâm mình, số điện thoại các bạn thấy không ạ? 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Và cái đây là cái website của mình. Và đây là cái quyển sách của mình viết, ba quyển sách, và mình chuẩn bị ra quyển sách thứ tư rồi. Quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người thương nghiệp từ năm xu, cái quyển sách mỗi ngày một chút thôi. Cái quyển Bị Dân Mình Đi Quay thì cái quyển tiếng Anh. Cái quyển này được bán trên Amazon. Và ngay bây giờ mà các bạn nào mà chưa sở hữu quyển sách của mình thì các bạn hãy sở hữu ngay hai cái quyển sách của mình trên khắp mọi miền đất nước. Trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn chỉ cần 210.000 thôi, các bạn comment số điện thoại Thuấn thì sách sẽ gửi đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước. Sẽ gửi đến trực tiếp nhà bạn. Các bạn cũng không cần phải chuyển tiền trước. Cái người giao sách sẽ đến tặng nhà bạn, gặp bạn và giao sách cho bạn, và các bạn sẽ được nhận hai cái quyển sách này. Và khi các bạn có hai quyển sách này thì các bạn sẽ được gì ạ? Sẽ được add vào một cái group. Các bạn sẽ được add vào một cái group. Cái group này là chỉ những người sở hữu sách các bạn mới được add vào. Và các bạn như thế nào ạ? Các bạn sẽ được kết nối tất cả mọi người trên khắp mọi miền đất nước này, những người về kinh doanh, và mình chia sẻ cho bạn những cái video kinh doanh do chính mình ấy. Mình sẽ live stream trong group, mình sẽ chia sẻ bạn những cái bài viết ở trong đó, giúp cho bạn năng lượng hơn, làm ăn kinh doanh tốt hơn. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Một phút quảng cáo hết rồi. Bây giờ bạn nào muốn sở hữu điện thoại thì các bạn hãy comment số điện thoại xuống nhé. Ok chưa các bạn ơi? Bạn nào muốn kết nối với mình, làm quen với mình thì các bạn cũng phải comment xuống để mình mơ biết. Các bạn xem mà các bạn không comment thì mình cũng không biết để mình kết nối với các bạn. Ok chưa? Và bây giờ chúng ta lại đi tiếp. Các bạn sẵn sàng chưa? Bạn nào chưa chia sẻ livestream mình thì các bạn chia sẻ đi. Chúng ta lại đi tiếp. Vậy thì không một người thành công nào mà không chăm chỉ hết. Chả cái ông thành công nào mà làm biến hết. Và tất cả những người thành công vượt trội là những người chăm chỉ vượt trội. Bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Họ vô cùng chăm chỉ, họ vô cùng siêng năng. Thầy đi bán nước mắm gỗ qua Singapore, đúng rồi. Mình mới dẫn một đoàn đi Singapore về đây, cách đây mới có nửa tháng đây. Năm nào mình cũng dẫn một đoàn qua Singapore đó. Ok chào bạn đoàn, lâu quá chưa gặp em. Ok chưa? Tất cả những người như thế nào ạ? Những người thành công họ đều dấn thân. Ok chưa? Họ luôn biết cách mang giá trị đến cái cuộc sống này. Họ luôn biết cách cái việc đó. Họ luôn bằng cách này hay cách khác. Họ làm không được cái cách này thì họ làm cái cách khác. Để họ mang giá trị cho cuộc sống này. Họ luôn rất là chăm chỉ, họ làm việc không mệt mỏi. Và những cái sự làm xuyên, các bạn thấy bạn có sức mạnh tốt hơn. Vậy chúng ta làm xuyên là như thế nào ? Tất cả những người làm xuyên họ đều thức dậy sớm, bởi vì họ quý thời gian của họ. Tất cả những người làm xuyên họ đều làm việc rất là xuất sắc trong nhiều giờ liền. Họ luôn rất là tập trung. Thầy luôn
say tối ưu nhất, chưa hiểu cái ý của bạn liền. À, ok chưa? Và họ luôn gì? Họ luôn trân trọng cuộc sống của họ, họ luôn trân trọng ước mơ của họ, họ luôn tìm cách để đạt được mục tiêu của họ. À, chào bạn Hiền Văn, rất là tuyệt vời bạn. À, ok chưa? Đằng sau những cái sự gì à? Đúng rồi, mình luôn xoay sở bạn Linh. Đằng sau cái sự thành công, đó là cái sự chăm chỉ, đó là cái sự siêng năng, đó là cái sự tìm kiếm, đó là cái sự cố gắng, đó là sự nỗ lực. À, và các bạn biện hộ rằng họ gặp may mắn, đó là những người biện hộ. À, tất cả là nỗ lực họ, là họ chăm chỉ hàng giờ. À, ok không ạ? Và mình có một cái câu chuyện này. À, cái hồi xưa cái thời mình có là sinh viên á, mình vô đây là mình đi dạy thêm và mình dạy kèm ở cái nhà đó. À, mình dạy kèm ở cái gia đình đó và mình dạy hơn nửa năm ở cái gia đình đó, mình dạy kèm cho con của họ. Hồi đó bé nó học lớp 11 và mình dạy kèm họ, con họ học cái việc đó. Và trong quá trình mình dạy kèm hơn nửa năm đó, bạn Bằng lớp 128 rất là tuyệt vời. À, bạn hãy đi học lại nhé, bạn Bằng nha. À, lâu nay bạn đông mất tiêu. Ok chưa? Và như thế nào ạ? Và hơn nửa năm đó rồi bắt đầu chủ nhà họ gặp, họ nói chuyện với mình và họ đề nghị một câu mình rất là thú vị. Họ đề nghị mình là làm con nuôi của họ. Họ đề nghị là mình làm con nuôi của họ. Ok chưa? À, và mình rất là ngạc nhiên và mình hỏi họ rằng tại sao chú đề nghị con làm con nuôi? À, và tại sao cho tới bây giờ chú mới nói? À, chú mới nói nó như vậy rằng, chú mới nói với mình rằng, chú kêu là chú thấy cái cách của con, chú thấy cái cách của con chỉ cho em nó ở nhà. À, chú thấy cái cách của con làm xuyên để đạt được cái việc này. À, đó là lý do mà chú như thế nào ok chưa? Chú như thế nào chú muốn nhận con làm con nuôi của chú. À, các bạn thấy chưa? Người ta quan sát, người ta quan sát. À, tất cả khách hàng của chúng ta, tất cả những người quá họ đều quan sát. Bạn đi kinh doanh rồi mà sao lại bạn không chịu tích lũy kiến thức, bạn học hành, hay là bạn muốn trở vào cái con đường cũ kinh doanh như trước của bạn nữa? Ok chưa? À, các bạn hình dung ra điều này chưa? À, nên là các bạn nên nhớ rằng là chúng ta phải như thế nào chúng ta phải rất là chăm chỉ. Chăm chỉ sẽ được ghi nhận. À, bằng cách nào đó người ta cũng sẽ ghi nhận cái công sức của bạn. Con người ta rất ghét những con người làm biếng. À, ok chưa? Và chắc chắn trong cuộc sống rằng mình cũng tin, mình hay đọc đâu đó, đặc biệt là trong triết lý của nhà Phật, là chúng ta gieo gì thì chúng ta gặt nấy. À, chúng ta gieo cái gì thì chúng ta gặt cái nấy. Các bạn có đồng ý ra rồi? Chúng ta gieo chăm chỉ, chúng ta sẽ gặp được sự chăm chỉ. À, chào nghe. Lúc này em đang ở đâu? Em đang ở quận 4 hay em đang ở quận 2? À, chúng ta gieo chăm chỉ, chúng ta sẽ gặp được sự chăm chỉ. À, chúng ta gieo cái sự làm biếng thì chúng ta sẽ như thế nào à? Chúng ta sẽ gặp toàn là những cái gì đâu không? Đó là điều chắc chắn. À, bạn nào lần đầu tiên biết tới mình xem livestream này thì hãy comment số 1 để sau cái việc này thì mình sẽ có nói với bạn. Vâng, bạn Phạm Quốc Lâm. À, đứng lớp cả ngày hôm nay về. À, và cho tới giờ này thì thấy rằng là cần phải, tại vì hôm nay chia sẻ cái chủ đề chăm chỉ sẽ gặp may mắn. À, nên phải chia sẻ để chứng minh rằng chúng ta cần phải chăm chỉ. Chúng ta không chăm chỉ chúng ta sẽ không gặp may mắn được. À, nó là bạn hãy làm việc với niềm đam mê của bạn thì trước sau gì bạn cũng thành công. À, làm việc chưa tới nơi, chưa đủ chăm chỉ, chưa đủ siêng năng mà cứ đòi thành công, rồi lại không thành công, rồi lại trách đời, rồi lại đi so sánh người này,
để so sánh người kia. Vâng, đúng rồi bạn Vũ Việt Đức. À, hôm nay là live stream, một trong những bữa mà mình live stream rất là muộn, bởi vì cả ngày hôm nay đứng lớp về và mới vừa về nhà là live stream liền. À, bạn Hòa ở Hoàng Lan, ở Gia Lai tuyệt vời. À, giờ này mà bạn còn tức bạn xem live stream là rất là tuyệt vời. Khi mà bạn chăm chỉ thì bạn sẽ mở toan những cái cánh cửa, nó các bạn mở toan những cánh cửa để bạn gặp được những cái điều mà chỉ những người chăm chỉ mới gặp được. Bạn mới phát hiện ra những cái điều mà chỉ những người chăm chỉ mới phát hiện ra được. Bạn sẽ chạm tới những cái điều mà chỉ những người chăm chỉ siêng năng mới chạm được, còn những người làm biếng không bao giờ chạm được. Ok chưa? Và những người chăm chỉ đó, bạn biết cách gì ạ? Bạn biết cách gì các bạn ơi? Bạn biết cách đưa gì ạ? Đưa năng lực của bạn, con người của bạn lên một cái tầm cao rất là mới. À, và những người chăm chỉ thì họ có sức khỏe rất là tốt, họ rất là thông thái, họ rất là minh mẫn, ok, họ vô cùng nhiệt huyết, họ rất là năng lượng, ok chưa? À, và đó là sự khôn ngoan, à, đó là sự khôn ngoan của cái cách sống, đó là cái sự khôn ngoan của sự trải nghiệm, à, đó là những người gì? Những người biết gì ạ? Biết sống một cuộc đời ý nghĩa. Họ biết tận dụng được ông trời đã trao cho họ một cái cuộc sống, và họ biết sống một cách rất là ý nghĩa, họ biết sống một cách rất là trọn vẹn cho cái cuộc sống này. Ok không ạ? À? À, các bạn thấy sức mạnh của sự chăm chỉ không ạ? Và tất nhiên vũ trụ, cuộc sống, con người, tất cả đều ủng hộ những người chăm chỉ và những người siêng năng. À, chắc chắn là đều là như vậy rồi. À, và mình tin rằng sau khi xem cái live stream này thì bạn lại càng chăm chỉ, bạn phải càng nhiều khiếp hơn nữa. Bạn đã chăm chỉ rồi, hãy chăm chỉ hơn nữa, bởi vì bạn chỉ được và được không ạ? À? Và nếu các bạn nào mà chưa thật sự chăm chỉ thì mình tin rằng sau khi xem cái live stream này bạn mới biết rằng chúng ta cần phải chăm chỉ. À, nếu bạn nào mà chăm chỉ rồi mà chưa thực sự thành công thì hãy bình tâm xem xét lại mình đã chăm chỉ đúng cách chưa. À, và các bạn nào đã chăm chỉ thành công rồi thì bạn hãy dùng cái sự chăm chỉ đó để giúp nhiều người khác chăm chỉ nữa. À, đây là một cái điều nó rất là tuyệt vời. À, làm sao để kiểm soát cảm xúc và duy trì năng lượng thầy ơi? Bạn chăm chỉ là bạn sẽ có thôi, bạn Thanh Hải ơi. Chào bạn Thái Hoàng Nam, chào bạn Cười Nguyễn, ok dạ. Yeah. Và bạn nào mua sách của mình thì các bạn comment số điện thoại xuống và sách sẽ được giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước. À, mình có hai cái quyển sách đó. À, các bạn hãy mua đi và các bạn sẽ được add vào trong cái group đó. Ok chứ các bạn ơi. Rất vui kết nối với các bạn qua cái live stream này. Và mình tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau và gặp lại nhau rất là nhiều nữa. Có thể là các bạn gặp nhau trực tiếp tại club mình. Có thể là các bạn mua sách của mình và các bạn đọc những dòng cảm xúc trong cái sách của mình, những cái chia sẻ của mình. À, và có thể là chúng ta gặp nhau trên cái live stream này. Chúc các bạn buổi tối thứ bảy ngủ rất là ngon và rất là năng lượng, bởi vì ngày mai mình còn phải đứng lớp từ 9 giờ sáng đến 22 giờ tối. Và nếu ngày mai mình về mà làm siêu thì mình cũng sẽ live stream cho các bạn tiếp nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn buổi tối ngủ rất là ngon. Bạn hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn đi. Bye bye các bạn.